doanh số công ty mình giảm sâu quá rồi đấy. Anh đã tìm ra lý do chưa? Anh tìm ra rồi. Không phải thế. Nói chung ấy là bây giờ anh chán nghe cô ta rồi. Lúc nào cũng phải căn kè ngon ngọt. Tại sao mọi chuyện lại như thế? Toàn bộ tài liệu mật của công ty bây giờ bị công ty đối thủ đánh cắp hết rồi. Tôi tin tưởng làm người. Thế mà đầu cô không đẩy số, nghĩ ra rằng cái con ông đấy một ngày sẽ quay lại chích cô. Thôi không sao. Nhà bác ở đâu đấy? Để cháu đưa bác về nhá. Không cô, nhà tôi xa lắm. Giờ tôi cũng không muốn về. Sao bác lại không muốn về ạ? Bác có chuyện gì ạ? Thú thật với cô, tôi làm bảo vệ cho người ta, nhưng không may bị kẻ gian trộm mất chiếc xe tay ga. Giờ công ty đuổi việc tôi, họ còn bắt tôi bồi thường nữa. Nhưng tôi không có tiền, bọn tôi chỉ bị ốm. Thật hả bác? Bây giờ bác cứ về nhà đi ạ. Về nhà rồi từ từ giải quyết được mà bác. Giờ tôi không còn mặt mũi nào để mà nhà tôi nữa. Giờ tôi cũng không biết phải làm sao. Tôi bảo là nhà tôi bán căn nhà ở quê đi để trả nợ. Còn tôi sẽ ở lại đây kiếm công việc để làm thêm. Hay thế này bác nhá. Bây giờ thì thực ra hôm nay cháu không mang thêm nhiều tiền mặt. Cháu chỉ có một cái thẻ thôi. Trong đấy có 50 triệu. Coi như là cháu biếu bác nhá. Bác cầm lấy đi ạ. Tôi với cô quen biết gì nhau đâu. Bác cứ... cô cho tôi vay tiền. Bác cứ cầm lấy đi. Cái này coi như là cháu cho bác vay. Bác sợ bác có thì bác trả lại cho cháu nhá. Vậy bác cảm ơn cháu. Mà bác đi về nhà đi bác ạ. Chứ bác cứ đi bộ ngoài đường thế này, trời thì nắng nóng, không thể ốm đấy bác ạ. Vậy bác đi về. À mà làm sao để bác biết cháu để bác gửi lại tiền? Không cần nữa bác ơi. Cái này nhá. Cháu đưa bác danh thiếp của cháu. Nếu mà bác có việc gì mà cần cháu giúp thì bác gọi cho cháu nhá. Bác cảm ơn. Cháu đi nhá. Em. Vợ anh vất vả quá nhở? Vâng, em đang rà soát lại một số mục ấy mà. Biết là chăm chỉ nhưng mà vất vả vừa vừa thôi, hiểu không? Không cẩn thận lại ốm ra đấy. Em biết rồi. Mà nhá, dạo này em thấy doanh số công ty mình giảm sâu quá rồi đấy. Anh đã tìm ra lý do chưa? Cái này anh tìm ra rồi. Nó là do chính sách quảng cáo thay đổi, với cả là vừa qua mùa dịch cho nên chuyện đấy là bình thường mà. Nhưng mà anh đừng để tình trạng này kéo dài quá lâu nhá. Anh phải nghĩ cách giải quyết đi đấy. Rồi anh biết rồi. Em chả nhẽ em không tin chồng em à? Thôi cố gắng, xong rồi tí nữa anh đưa đi ăn nhá. Chưa biết được, em còn phải xong cái đống giấy tờ nữa này. Dạ thưa chủ tịch, em gửi chị một số giấy tờ cần ký ạ. Cứ để đấy đi. Nhưng mà sếp ơi, những giấy tờ này người ta yêu cầu ký luôn ạ. Tôi biết rồi. Này, cầm hợp đồng về, không ký được đâu. Thôi, em ngồi làm việc đi nhá. Anh vừa nhìn cái gì đấy? Anh nhìn cái gì đâu. Thôi, ngồi làm việc đi. Rồi, lát nữa anh đón. Có gì, chào lô anh nhá. Vâng ạ. À, đi đường cẩn thận đấy nhá. Anh nhớ rồi. Thôi, anh bảo rồi, đừng giận anh nữa mà. Ai thèm giận chứ, người ta có quyền gì đâu mà giận. Anh nhớ rồi, lần sau ấy anh không cần cãi vợ anh nữa được chưa? Anh ấy, anh biết thừa ấy là em yêu anh thật lòng nhá. Nên là nhìn những cái cảnh tượng như thế em rất là ngứa mắt.
anh chẳng chịu hiểu gì cả. Thôi rồi, anh nhớ rồi. Em là nhất, được chưa? mà anh này, cái vụ ở bên CND ý, anh tìm đến đâu rồi? Anh đã tìm tài liệu chưa? Nói chung là việc đấy phải từ từ đã. Bây giờ ấy, anh nói rồi, tính cái Nhung rất là cẩn thận, cho nên ấy là phải đợi thời cơ thích hợp đã. Ở bên CND bảo ấy, vụ này mà thành công ấy thì sẽ chia cho mình 40% hoa hồng đấy, không ít đâu. Xong vụ này ấy, bà Nhung chết chắc luôn. Anh mau mau ấy mà tìm cách lấy tài liệu đi nhá. Này, hay là vẫn thương tiếc vợ? Không phải thế. Nói chung ấy là bây giờ anh chán ngấy cô ta rồi. Lúc nào cũng phải căn ke ngon ngọt. Nói chung là mệt lắm rồi. Tốt. Thế thì anh cứ liệu liệu ấy mà tìm cách lấy tài liệu nhá. Nhanh lên đây. Bên đấy ta dục lắm rồi. Rồi. Để anh đợi thời cơ thích hợp đã. Thì tối nay nhà em hay là khách sạn đấy? Tưởng tối nay ở với vợ. Không, cô ấy cần phải giải quyết nốt việc công ty. Còn anh thì cũng cần phải giải quyết nốt việc của anh đã. Mọi chuyện lại như thế, toàn bộ tài liệu mật của công ty bây giờ bị công ty đối thủ đánh cắp hết rồi, hả? Ừ. Cô giải thích đi. Dạ, chuyện này em cũng không rõ. Cô không biết á? Cô là thư ký riêng của tôi, cô suốt ngày trầu trực ở văn phòng, bây giờ tài liệu của công ty mất, cô giải thích như thế à? Kiểu Nhung, em cứ từ từ bình tĩnh đã xem nào, rồi để yên tâm, anh sẽ cho người điều tra vụ này, được chưa? Đến bây giờ mà anh vẫn còn bảo em bình tĩnh á? Em bình tĩnh thế nào được? Công ty đối thủ bây giờ đang nắm toàn bộ tài liệu mật rồi. Bây giờ bên họ đòi mua lại công ty đấy. Thì bây giờ em nhớ kỹ xem em có để đâu không? Chứ bây giờ em để công ty tài liệu mật như thế, ai người ta dám vào người ta lấy? Em nói nhá, em nhớ chắc chắn 100% là em để ở văn phòng. Bây giờ ấy, không có ai lấy, thế ma lấy à? Thế em có đang nghi ngờ ai không? Hiện tại thì vẫn chưa. Nhưng mà cái em không hiểu ở đấy là tại sao lại có người dám làm như vậy ở trong công ty của em. Em mà bắt được, em sẽ không bao giờ bỏ qua đâu. Thế được rồi, để anh cho người điều tra rõ vụ này cho em nhá. Nhá. Được rồi. Bây giờ em sang bên công ty đối thủ thương lượng với họ xem có được không đã. Anh ở lại công ty nhá. Ừ, em đi đi. Rồi cứ để công ty để anh quản lý hộ cho. Đi cẩn thận đấy nhá. Gớm, không hiểu căng với ai. Để xem đi, cô ta giải quyết như thế nào. Anh nhở? Này, anh hỏi. Dạ. Cái tài liệu mật ấy mà anh đưa cho em ấy, em đã đưa cho công ty đối thủ chưa? Anh cứ yên tâm, mọi việc ấy em lo xong hết rồi. Bây giờ ấy, chỉ cần bà Nhung ấy ký vào đấy thôi ấy, là họ sẽ chuyển tiền ngay cho chúng mình. Thế được không? Mà này, quay ra đây, nhìn mặt anh buồn đấy. Mặt anh trông như thế thật à? Hay là vẫn thương tiếc vợ cũ nên là không lỡ, đúng không? Không thương tiếc cái gì. Bây giờ làm thế rồi, lỡ đâm lao là phải theo lao thôi. Đấy là anh nói đấy nhá.
Thôi, bây giờ chúng mình đi ăn mừng đi. Mừng vì kế hoạch của chúng ta thành công mỹ mãn. Ơ kìa, Nhung. Sao xem lại ở đây? Tại sao tôi không được ở đây? Nhưng mà anh tưởng em là em sang công ty đối thủ để em thương lượng chuyện gì cơ mà. Nếu như mà hôm nay tôi không để quên điện thoại và chùm chìa khóa này ấy, có lẽ không bao giờ tôi biết được bộ mặt thật của hai người đâu. Sao? Hai người còn gì để nói với tôi nữa không? Chuyện này... Đến bây giờ ấy thì tôi không sợ cô nữa đâu. Cô biết chuyện rồi đấy. Cô định làm cái gì nào? Coi như là bấy lâu qua tôi nuôi ong tay áo, tôi tin tưởng làm người. Thế mà đầu cô không nảy số nghĩ ra rằng cái con ông đấy một ngày sẽ quay lại chết cô. Cay không? Còn cay không? Kiểu Nhung, anh... Anh cứ mồm đấy đi! Tôi chưa bao giờ gặp một người nào cháo trở mặt dày như anh đấy! Có trách ý, thì cô tự trách bản thân mình đi. Có chồng mà không biết giữ. Cảm giác thế nào khi một ngày đẹp trời vừa mất cả chồng, vừa mất cả công ty nhà luôn? Khốn nạn thật đấy! Cuộc sống mà lúc lên voi xuống chó. À mà tôi chợt nghĩ ra như thế này này. Sao cô không thử cầu xin tôi xem? Biết đâu tôi vô tình ý, tôi lại tha cho công ty của cô thì sao? Cô đừng có mơ. Loại người như cô ấy sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp đâu. Dạ vâng ạ. Cảm ơn lời nhắc nhở của cô. Nhưng mà Nhung ơi, tôi thắng rồi. Làm thế nào bây giờ nữa? Cô Dương Mỹ Quyên có vẻ cười khoái chí nhỉ? Anh là ai? Chắc là cô sẽ biết rất rõ về tôi đấy. Tôi là Thiên Lâm, giám đốc của CND. Ôi, anh Thiên Lâm. Bọn em sang công ty của anh mấy lần, nhưng mà trưởng phòng Vương bảo anh đi vắng, nên là bọn em vẫn chưa gặp được anh. Vâng. Trưởng phòng Vương à? Tôi vừa buộc cậu ta thôi việc rồi. Sao lại thôi sao việc thế ạ? Vì cậu ta mua bán tài liệu mật của công ty. À, chắc có lẽ giờ này chuẩn bị ra hầu tòa rồi đấy. Không, không, không thể có chuyện như thế được. Không thể, không thể nào. Chuyện là sao vậy anh? Chào Nhung. Nhung cứ yên tâm, công ty CND của tôi sẽ không bao giờ có chuyện mua lại NCT đâu. Nhưng có chuyện gì vậy? Trưởng phòng Vương bên tôi cấu kết với hai người này mua bán trục lợi công ty. May mà tôi phát hiện ra sự việc và cho ngừng sự việc lại. Không, ý của tôi là tại sao anh lại giúp tôi cơ? Tôi và anh đâu quen nhau đâu. Có thể Nhung không biết tôi, nhưng tôi biết rất rõ về Nhung. Là sao? Nhung còn nhớ 5 năm trước, có một ông bảo vệ vì là mất một chiếc xe nên đã bị đuổi việc và suýt ngất ở lề đường. May nhờ có Nhung giúp đỡ. Tôi chính là con trai của ông ấy. Thật á? À? Nhưng tại sao anh lại tìm ra tôi? Cũng nhờ có chiếc danh thiếp của Nhung ngày đấy đưa cho bố tôi. Và tôi đã tự hứa với bản thân rằng sẽ phải tìm bằng được cô để báo đáp. Tôi thật không ngờ anh lại là con trai của bác ý đấy. Cũng may trong hợp đồng lần trước có nhắc tới tên NCT nên tôi cũng ngờ ngợ. Chỉ là không ngờ lại xảy ra sự việc như vậy đấy. Thế bây giờ anh bị xử lý thế nào? Cứ để cho pháp luật trừng trị họ thôi. Mà tôi nghĩ số tiền họ phải bồi thường chắc cũng khiến họ phải ăn mày cả đời đấy. Tiểu Nhung ơi, anh xin lỗi. Anh thật lòng anh xin lỗi. Nhưng mà là do cô ta dụ dỗ anh em ạ. Anh Quốc Lâm, sao anh nói như thế? Ăn cắp tài liệu là anh làm, sao bây giờ lại đổ lỗi tôi? Không không, là cô ta dụ dỗ, cô ta lôi kéo anh vào vụ này. Anh... chứ thực ra chuyện này không liên quan đến anh. Anh không làm gì hết. Anh hèn hạ, làm mà không dám nhận. Thôi, hai người đừng cãi nhau nữa. Vụ việc ngày hôm nay sẽ để cho pháp luật trừng trị. Người nào có tội chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Ơ kìa, Nhung ơi, em đừng làm như thế. Dù sao anh cũng là chồng em mà. Chồng á? Tại sao lúc anh đi ngoại tình cặp kè với người phụ nữ khác, anh không nhớ là anh còn người vợ như tôi hả? Anh... thôi, mời hai người cút ra khỏi văn phòng của tôi.
Cút. Cũng may mà mọi chuyện chưa quá tệ. Không, phải là cũng may vì đã có anh Thiên Lâm. Nếu như hôm nay không có anh, tôi không biết phải làm sao nữa. Thôi, dù sao thì mọi chuyện cũng qua rồi. À, tôi có thể mời Nhung một tách cà phê được chứ? Tất nhiên rồi. Hợp tác vui vẻ nhé.